Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn cách làm một cái bộ giảm tốc cho những cái motor có chổi than. Ví dụ như là những cái máy xay sinh tố, những cái máy cắt cầm tay, những cái máy khoan. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cách làm sau đây. Bạn dùng hai miếng hình tròn như thế này, một đoạn ống phi 90 dài khoảng 5 cm, bạn mua một cái dimmer tăng giảm độ sáng của đèn ở ngoài những tiệm điện có bán. Bạn dùng kềm nhọn để tháo cái nút điều chỉnh này ra. Đây, chúng ta sẽ dùng lại cái bộ này. Bạn dùng một ổ cắm và một cái dimmer để đặt trên cái mặt hình tròn này. Chúng ta sẽ khoan, sẽ đục những cái lỗ như thế này. Sau khi khoan, đục, bạc sẽ được như thế này. Lấy phích cắm sẽ bắt nó vô. Bên mạch dimmer, bạn tháo tấm giải nhiệt ra. Dùng mỏ hàn để bạn tháo cái con triac này ra, để mình thay một con triac có công suất lớn hơn. Số của nó thường là BT136. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại con lớn hơn là con triac BTA41 nha các bạn. Nhưng vị trí cắt chân của nó cũng không thay đổi. Bạn nhìn vị trí cắt chân ở trên mạch như sau. Bạn nối dài chân triac bằng 3 sợi dây. Bạn hàn cẩn thận nha, đừng để chạm chỗ này. Xong, bạn ghen lại cho cẩn thận nha. Đây là con triac BTA41 nha các bạn. Nó chịu cường độ rất lớn. Đây, cái con nhỏ này, bạn đặt vô thấy nó, con lớn, con 41 nó gần gấp đôi cái con 136 nha. Chân của nó cũng tương đương với cái con nhỏ nha các bạn. Nó cái hướng của nó không có thay đổi nha. Rồi. Giờ mình sẽ nối ba cái dây đó vô ba chân này và đặt nó lên trên một cái miếng giải nhiệt cho tốt. Sau khi hàn xong, bạn dùng đồng hồ để thang đo R x 1, nhưng mà đo ohm, bạn đo hai chân, chân R và chân T1, nó sẽ lên nha, lên kim, rồi đảo ngược dây nó cũng lên kim nha, đặc biệt là T1, T2 không được chạm nhau nha các bạn. Lắp dimmer vào hộp. Bạn sẽ nối một dây vào cái ổ cắm nha. Một sợi dây nguồn nha các bạn. Một nguồn bạn nối vào ổ cắm. Một nguồn và nối dây còn lại của dimmer. Hàn dây nguồn xong, bạn được như thế này. Cho vào hộp. Bạn dán keo chung quanh cái nắp ở trên trước. Bây giờ bạn gắn miếng giải nhiệt vô ở phần nắp đáy là xong. Mình sẽ dán keo xung quanh đây.
Mở đồng hồ đo AC. Rồi. Mạch hoạt động tốt nha các bạn. Ta mở maximum là 226V. Giảm dần. Cho đến xuống được 110 các bạn. 110. 100V luôn. Và 40 mấy volt thì bóng đèn này rất là yếu hả? 90V thì lên được một chút. Maximum là 225V. Giờ mình sẽ dùng thử qua giảm tốc cái máy xay sinh tố nha các bạn. Trên máy xay sinh tố các bạn để số lớn nhất để sẵn, rồi ghim vào ổ điều tốc. Vì mình không muốn để cái cối ở trên này nên mình phải nhấn cái này xuống là một cái công tắc an toàn nha. Rồi bạn coi nó quay nè. Chậm. Do mình điều chỉnh cái nút này nha các bạn. Test thử qua máy cắt luôn nha các bạn. Mình phải tắt hộp điều tốc. Trên này mình mở sẵn. Rồi, máy này nó không có điều tốc nha. Giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn coi. Mở lên từ từ. Cho đến khi nào nó chạy lên các bạn. Chạy rất là giảm dần đây hả? Các bạn thấy không? Nó đếm từng dòng được nè. Rồi bạn lên nè, lên tốc độ nè. Trước khi cắm luôn bạn phải tắt cái hộp điều tốc. Rồi. Bạn nhấn khóa luôn, khóa cò nha. Rồi, các bạn chỉnh lên nó từ từ nè. Có người hỏi mình dùng dimmer này để dùng cho quạt máy được không, thì mình khuyên các bạn là cũng không nên dùng dimmer này cho quạt máy nha. Nhưng mà nó có một cái cách khác giảm bằng tụ, mình có đăng ở trong kênh YouTube Đức Khanh. Vì sao mình khuyên các bạn không dùng dimmer này cho quạt, các bạn sẽ coi nè. Nó sẽ kêu nha các bạn. Đây, tốc độ nhanh thì không sao, nhưng mà đây tốc độ chậm nè các bạn. Đó. Bạn nghe nó kêu rọc ha. Đấy, thì mình khuyên các bạn là không nên dùng dimmer này cho quạt máy. Nó sẽ kêu. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu bạn cảm thấy hay bổ ích, xin một like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết và đăng ký kênh, nhấn chuông để các bạn có thể nhận những video sau sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.